Tuấn Nguyễn xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị đã trở lại với kênh Nhà Đất Tuấn Nguyễn. Lời đầu tiên Tuấn Nguyễn xin chào và chúc quý vị có một năm mới có nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Tuấn Nguyễn về khu hành chính Di An, thành phố Di An. Hôm nay Tuấn Nguyễn sẽ review cho quý vị một căn nhà trong khu dân cư, phải nói là cực kỳ cao cấp và đẹp. Thưa quý vị, khu vực Tuấn Nguyễn đang đứng đây là khu hành chính của thành phố Di An. Ở đây thì chúng ta ngay trung tâm thành phố Di An, chúng ta bước ra Bixigo khoảng nửa cây số thôi, và chúng ta đi qua thành phố Linh Xuân Thủ Đức cũng trong vòng nửa cây số quý vị nhá. Đặc biệt chúng ta đi lên Phạm Văn Đồng, đi lên sân bay Tân Sơn Nhất rất là gần. Và trong khu dân cư của chúng ta thì quý vị nhìn này, những con đường rộng phải đến là 10-12 mét đây. Đấy, rất là rộng. Ở đây là toàn nhà cao tầng hết, biệt thự đó. Và thưa quý vị, hôm nay Tuấn Nguyễn giới thiệu cho quý vị một căn nhà tân cổ điển. Đây là căn nhà của chúng ta quý vị này, vừa xây xong quý vị nhá. Căn nhà này vừa xây xong đấy, mẫu tân cổ điển thiết kế rất là đẹp, mới tinh luôn. Căn nhà chúng ta có hướng chính là hướng đông bắc quý vị nhá. Đấy, tân cổ điển thiết kế 2 lầu 1 trệt. Và diện tích của chúng ta là chiều ngang 5, chiều sâu là 22, chúng ta có 110 m², có sổ hồng và full thổ cư luôn. Đấy. Căn nhà này thiết kế 4 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 3 sân thượng trước sau, 1 phòng sinh hoạt chung, 4 nhà vệ sinh và 1 sân xe hơi. Giá Tuấn Nguyễn sẽ báo ở cuối video cho quý vị và các bạn nắm được. Đây, quý vị nhìn tiện ích xung quanh, đường xá lưu thông rất là rộng đúng không ạ? Ở đây dân trí rất cao, an ninh cực kỳ luôn, tiện ích đấy. Chợ Đông Hòa, chợ Dĩ An 1, Dĩ An 2 đấy, cây xăng, trường học và trường Anh ngữ quốc tế ngay ở đây quý vị nhá. Ở đây là cũng cạnh cái hồ bơi Hoàng Hùng. Và đây căn nhà của chúng ta đây quý vị này, căn nhà tân cổ điển cực kỳ đẹp luôn, ban công vuông đấy, nhôm đúc sơn màu mạ vàng quý vị nhá, sơn màu đồng đấy, nói đúng chính xác như vậy để cho quý vị biết. Và đây là mặt tiền chủ nhà ốp đá ba bên, có hai lớp cửa, bên ngoài lúc ra có 4 cánh cửa sắt màu vàng như thế này để kết hợp với màu xanh rất là đẹp. Bên trong thì chúng ta có một lớp của cuốn đức. Đây là đèn chiếu sáng này. Và phía trước này quý vị nhìn này, đấy phía trước chủ nhà làm rất là đẹp. Bên đây thì có một cái lô đất ở bên đây, nhà hàng xóm cũng chưa xây dựng ngang để xe hơi đây quý vị. Bây giờ chúng ta tiến vào trong, đây là sân xe hơi, chủ nhà đang để xe hơi đây quý vị này. Nhà này vừa hoàn công xong quý vị nhá, chưa có ở đâu, nhưng mà để tạm đây thôi, để tạm xe ở đây thôi. Đấy, tất cả xe ở đây quý vị nhìn này, để một cái xe hơi đúng không ạ? Một cái xe Mitsubishi 7 chỗ rồi. Ở đây chúng ta còn để 4-5 chiếc xe Honda nữa. Hai bên tường thì chúng ta ốp gạch lên 1m2. Đấy, tên này trần chỉ thạch cao hoa văn tân cổ điển, mới tinh đẹp cực kỳ luôn. Đấy, phải nói là căn nhà này đẹp lung linh luôn quý vị ạ. Quý vị hãy xem hết video cùng Tuấn Nguyễn. Đây là khu vực sân xe hơi rộng rãi như thế này. Vừa đậu xe hơi, vừa để 4 chiếc Honda. Chúng ta còn lối đi lại rộng rãi như thế này. Đấy quý vị này. Tiến vào phía bên trong này là khu vực phòng khách. Quý vị thấy giật cấp xuống khoảng 5-7 phân đúng không ạ? Đấy, rất là đẹp. Gạch đá bóng kiếm khổ 80. Đấy, màu xám rất là đẹp. Quý vị nhìn một căn nhà này. Và thưa quý vị, căn nhà này em chủ nhà là chủ thầu xây dựng quý vị nhá, xây để ở, nhưng mà cũng vì kẹt tiền vốn, em ấy hiện đang ở một cái nhà khác, nhà cũ hơn, tính xây cái nhà này để về ở rồi là bán căn nhà cũ đi, nhưng mà cũng vì điều kiện hoàn cảnh đấy, rồi vốn liếng làm ăn, cho nên ấy em ấy đành phải bán căn nhà này. Quý vị nào xem được cái video này, quý vị thấy căn nhà của chúng ta đẹp thì quý vị hãy liên hệ ngay Tuấn Nguyễn quý vị nhá. Một căn nhà 5 x 22, quý vị nhìn này, không gian phòng khách rất rộng, hai bên chủ nhà ốp alu vân đá và nhựa vân gỗ như thế này. Đấy, trần chỉ thạch cao hoa văn tân cổ điển, chúng ta có quạt trần Panasonic, phía bên phải chúng ta có bàn tivi đây quý vị. Đấy, căn nhà rất là rộng rãi và đẹp mát rượi luôn. Chiều ngang 5m thì rất là rộng. Ở trong khu vực này thì chúng ta có một cái tủ đây, chúng ta bố trí để các cái bình hoa, đồ lưu niệm hoặc những chai rượu quý chúng ta để đây. Và bên phía bên trong này cũng vậy quý vị nhá, có một cái tủ âm tường để cho quý ông chúng ta trang trí rượu rượu quý ở đây. Và tiến vào bên trong đây là khu vực phòng ăn, phòng bếp, quý vị thấy một không gian rất rộng rãi đúng không ạ?
chúng ta có hai dàn tủ bếp trên dưới bằng gỗ sồi. Đấy, mặt bàn bếp bằng đá hoa cương màu đen này. Đấy, trên vách thì chúng ta ốp kính cường lực màu xanh lá mạ. Đấy. Và ở đây chúng ta có bếp từ, quý vị nhá. Chủ nhà đã trang bị bếp từ cho chúng ta rồi. Bồn inox rửa chén 304. Trên này thì có cái chỗ máy hút mùi này này, thì chúng ta có cái ống để thông lên trần này, đấy, để hút mùi cho nó thoáng, đúng không ạ? Cho nó không có ám mùi ở trong căn nhà chúng ta. Đây quý vị, dưới chân cầu thang chúng ta có thêm một cái tủ để chúng ta để đồ đạc của gia đình. Đấy, trần chỉ thạch cao quý vị nhìn, cực kỳ đẹp luôn, đúng không ạ? Hoa văn tân cổ điển, và chúng ta có quạt trần này, hệ thống chiếu sáng là sáng rực luôn. Đặc biệt, hai bên tường thì ốp cao như thế này. Ốp giáp mí luôn quý vị nhá, ốp giáp mí rất là tiện. Đặc biệt căn nhà này chúng ta có một cái phòng ngủ ở phía dưới trên. Đây rất là thuận tiện cho chúng gia đình chúng ta, mà nếu như có ông bà bố mẹ cao tuổi thì cực kỳ đẹp luôn. Căn nhà này có 4 phòng ngủ quý vị nhá. Dây chờ máy lạnh đây. Đấy, giường có nệm mút kim đao rồi, chủ nhà tặng sẵn cho chúng ta rồi. Quý vị thấy đẹp không? Không gian rất rộng. Tủ quần áo này, cửa nhôm kiến sinh pha, cửa sổ cũng nhôm kiến sinh pha hết quý vị nhá. Một căn nhà phải nói là cực kỳ đẹp. Và tiến về phía sau này chúng ta có giếng trời. Đấy, lavabo rửa mặt thiết kế bên ngoài, giếng trời thông trần đây, thông tầng đây quý vị. Đó. Đây là ô thoáng gió và nhà vệ sinh, cửa nhôm kiến sinh pha, gạch lát phun. Bồn cầu xịn, lavabo rửa mặt gương soi bên ngoài, và đây là vòi tắm massage sen tuyền và một vòi dây inox nữa. Đấy, gạch lát phun rất sạch sẽ quý vị nhá. Cửa nhôm kiến sinh pha. Căn nhà này thưa quý vị nằm ngay trong trung tâm hành chính Chí An, một khu nhà ở cao cấp cực kỳ đắc địa. Đây quý vị nhìn hình ảnh từ bên trong nhìn ra bên ngoài. Bây giờ Tuấn Nguyễn sẽ đưa quý vị lên lầu. Đây là khu vực cầu thang này. Chúng ta có tay vịn bằng gỗ gõ đỏ quý vị nhá. Bậc lên xuống bằng đá hoa cương màu đen trắng, kết hợp với kính cường lực và tay vịn trụ inox. Khổ bậc cầu thang lên xuống rộng 1 mét, chúng ta lên xuống rất là thoải mái. Đây. Và đây là lầu 1. Lầu 1 Tuấn Nguyễn sẽ về view phía sau trước cho quý vị nhá. Đấy, chúng ta đi tuần tự từ phía sau lên thì chúng ta dễ định hình hơn, đúng không ạ? Đây là phòng ngủ số 2 quý vị nhé. Cửa nhôm kiến sinh pha dày dặn và đẹp, rất chất lượng. Đây, không gian cực kỳ rộng rãi luôn. Trần chỉ thạch cao trẻ trung hiện đại. Dây chờ máy lạnh này. Khu vực này là tủ quần áo. Phía sau này chúng ta có giếng trời, cửa sổ. Đấy, thông tầng từ dưới lên trên, có nhà vệ sinh khép kín ở trong. Đây, bồn cầu xịn nha, gạch thì lát phun, vòi tắm lớn nhỏ đây, lavabo rửa mặt và gương soi cho quý vị. Đây, đây có ô thoáng gió thoáng khí đây, cửa nhôm kiến sinh pha. Và thưa quý vị, hôm nay là ngày mùng 8 Tết. Đây là video đầu tiên Tuấn Nguyễn đi review mở hàng, gửi đến quý vị lì xì đầu năm, một căn nhà tuyệt đẹp. Và đây là phòng sinh hoạt chung của chúng ta. Quý vị nhìn này. Đấy, phòng sinh hoạt chung cực kỳ đẹp luôn. Rộng rãi, nhà 5 mét mà dài 22, thì không gian rất là rộng rãi quý vị ạ. Tiến về phía trước, đây là phòng ngủ số 3. Phòng ngủ số 3, phòng ngủ master quý vị nhá, cực kỳ rộng. Chúng ta có nhà vệ sinh khép kín trong phòng. Đây, gạch lát phun. Đấy, quý vị thấy chưa? Bồn cầu xịn này, lavabo rửa mặt gương soi. Đó. Chúng ta có giường. Đấy, có nệm mút kim đan, có tủ quần áo rồi. Đấy, dây chờ máy lạnh rồi. Bây giờ chúng ta về đây chỉ bổ sung thêm một số cái nội thất nữa thôi là chúng ta đã vào ở được ngay luôn quý vị nhá. Tủ quần áo. Phòng này phòng master nên rất là rộng. Phòng này rộng lắm quý vị ạ, đến 25-26 m². Và phía trước chúng ta đây có một cái sân thượng. Quý vị này, quý vị nhìn cái sân thượng này, chiều ngang 5, chiều dài của sân thượng này là 4, khoảng 20 m² quý vị nhá. Ở ngoài thì chúng ta có trụ bê tông và chúng ta có lan can bằng nhôm đúc sơn màu vàng.
Đấy, quý vị thấy không? Cực kỳ đẹp. Ở trên tường này thì chúng ta ốp gạch hết này, quý vị ốp đá hoa cương, xin lỗi quý vị nhá, ốp đá hoa cương hết. Đấy, trên này cũng vậy, quý vị thấy không? Ốp đá hoa cương hết. Trong khu dân cư cực kỳ cao cấp, nằm ngay trung tâm hành chính Di An. Đấy, sát với Bixigo Di An quý vị nhá, sát với thành phố Linh Xuân Thủ Đức. Và quý vị nhìn cái hình ảnh này. Đó, hình ảnh cái ở trên ban công đưa ra đúng không? Nhìn hình ảnh rất là đẹp. Đấy, quý vị nhìn này. Cửa sổ hai bên, ở giữa là hai cánh cửa nhôm sinh pha, hai cánh chính. Và thưa quý vị, căn nhà này như Tuấn Nguyễn đã giới thiệu với quý vị rồi, em chủ nhà là chủ thầu xây dựng quý vị nhá. Đấy, em ấy xây căn nhà này mục đích để cho vợ chồng con cái ở đây, nhưng mà cũng vì cái điều kiện kinh tế quý vị ạ, vốn làm ăn cũng như vay ngân hàng một chút xíu, bây giờ không giải ngân được, ôm nhà đất quá nhiều, cho nên đành phải bán những cái căn nhà đẹp như thế này đấy quý vị ơi. Vâng, vậy là chúng ta đã xem xong căn phòng ngủ số 3. Đây, Tuấn Nguyễn cho quý vị xem cái cửa kính nhôm sinh pha nó giá trị như thế nào. Đây, quý vị thấy có đẹp không ạ? Cực kỳ đẹp đúng không ạ? Vâng. Bây giờ chúng ta sẽ đi lên lầu 2. Quý vị nhìn cầu thang của Tuấn Nguyễn review cho quý vị xem này. Đấy, một cái cầu thang rất rộng và đẹp đúng không ạ? Tay vịn bằng gỗ gõ đỏ như thế này. Ở giữa thì chúng ta có một cái giếng trời. Đây, lấy gió và ánh sáng cho căn nhà này. Căn nhà này có 3 sân thượng trước sau quý vị nhá. 3 sân thượng trước sau. Và đây là lầu 2. Thưa quý vị, lầu 2 của chúng ta đây. Phía sau là sân thượng số 2. Quý vị thấy một cái sân thượng sân phơi này. Wow, nó mênh mông bao la luôn. Ở khu vực phía trước này là chúng ta đúc hết quý vị nhá. Nhưng mà khu vực phía sau này này thì chúng ta lập mái tôn để làm sân phơi. Đấy, sân phơi thì chúng ta chỉ làm mái tôn thôi. Đó, Tuấn Nguyễn review kỹ. Khu vực này thì chủ nhà đã làm cái sào để cho chúng ta phơi đồ này, đúng không ạ? Ở đây trồng rau, trồng mướp, trồng ước thoải mái. Đấy, giếng trời thì ở phía sau đây. Bên kia là nhà hàng xóm quý vị nhá. Đấy, trong khu dân cư của chúng ta phải nói là cực kỳ đẹp, cao cấp luôn. Đấy, cầu thang đi lên trần để chúng ta cảm kiểm tra nước với lại là đèn năng lượng mặt trời. Đấy, nước nóng lạnh. Ba bên thì đã được hàng rào kín mít như thế này. Quý vị thấy an ninh chưa? Đấy, cao cổng kín tường. Đó, dây chờ máy lạnh ở kia, quý vị thấy không? Vòi nước ở bên đây, hai vòi nước. Chúng ta đặt thoải mái cái máy giặt đúng không ạ? Cũng như là phơi phong ở đây rất là thuận tiện. Kế bên thì chúng ta có một phòng vệ sinh số 4. Đây. Cửa nhôm sinh pha, gạch gỗ phun, bồn cầu xịn, lavabo rửa mặt, gương soi đầy đủ đây. Đó, đặc biệt là vòi tắm inox xịn sò. À, quý vị nhìn cực kỳ xịn luôn đúng không ạ? Tiến về phía trước đây, chúng ta có căn phòng ngủ số 4. Căn phòng ngủ số 4 đây quý vị. Căn phòng ngủ nào của chúng ta cũng có giường và nệm mút kim đan sẵn rồi. Đây quý vị này. Đấy, rất là đẹp đúng không ạ? Cái này chúng ta về chỉ bổ sung thêm chăn gối nữa thôi. Đấy. Trần trí thạch cao trẻ trung hiện đại, đúng không? Dây chờ dây quạt, mấy dây chờ máy lạnh ở bên này quý vị nhá. Đó. Tủ quần áo của chúng ta đây. Đó, quý vị thấy tủ quần áo của chúng ta chưa? Cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Cửa sổ nhôm sinh pha. Nhà 5m chiều ngang cho nên căn phòng ngủ rất rộng. Đấy. Căn phòng ngủ nào cũng rộng, đặc biệt là những căn phòng ngủ master quý vị nhá, lên tới 25-27m². Và tiến về phía trước đây, chúng ta có công năng cuối cùng đó là phòng thờ và sân thượng phía trước, ban công phía trước. Sân thượng quý vị này. À xin lỗi quý vị, đây phòng thờ quý vị này. Đấy, ngang 5. Cái này thì 1, 2, 3, 4 48, 32. Với 4 là 36m đúng không ạ? 36. 5 nhân với 35. Đấy. 5, 3, 15. 5, 5, 25. Khoảng 17, 18m². Đó, 17, 17m rưỡi quý vị nhá. Cửa phía trước tất cả bằng nhôm sinh pha. Hai bên cửa để chúng ta đều có chấn xong hết quý vị nhá. Đây, cửa có chấn xong hết. Đấy, chứ không phải là làm bằng cửa nhôm sinh pha không đâu. Rất là kỹ. Đó. Và đây là ban công phía trước. Đấy. Ban công cuối cùng. Công năng cuối cùng của căn nhà này. Đây quý vị nhìn này. Cực kỳ đẹp đúng không ạ?
Đây thì chúng ta đi ra Bixigo thì khoảng, nếu mà chúng ta đi xe Honda thì chúng ta đi khoảng 5 phút thôi là ra đến Bixigo rồi. Rất là gần quý vị nhá. Cách đây 600-700 m. Đây khu dân cư của chúng ta quý vị nhìn này, toàn biệt thự đúng không? Biệt thự không, nhà lầu cao tầng. Quý vị thấy đẹp chưa? Trong khu này quý vị thấy là an ninh chưa? Đặc biệt là cái con đường quý vị nhá, con đường rất là rộng. Đây quý vị nhìn này. Con đường rộng thanh thang luôn. Đấy, phía trước ngã ba chúng ta là có con đường hai chiều quý vị nhá, đúng không ạ? Đấy. À đường, xin lỗi quý vị, đường một chiều đúng không ạ? Đường một chiều, tức là mỗi bên có một chiều thôi. Thì chúng Nguyễn hay lộn cái vấn đề là đó, quý vị thông cảm. Đấy, đường xá đây thì phải nói là cực kỳ rộng. Đấy, nằm ngay trung tâm của thành phố Dĩ An như thế này. Khu dân cư cao cấp. Đấy. Khu hành chính Dĩ An quý vị nhá. Đây là khu hành chính Dĩ An. Quý vị về đây thì có muốn làm giấy làm tờ gì đấy, lên cơ quan chính quyền thì rất là thuận tiện, đi 3 bước là tới thôi. Đấy, nằm ngay hồ bơi Hoàng Hồ, thuận tiện cho con chúng ta. Đấy, ngày nghỉ, ngày lễ, ngày Tết chúng ta đi chơi bời. Đấy, tắm tiếc, bơi lội, rất là thuận tiện. Vâng, và thưa quý vị, Tuấn Nguyễn đã review xong cho quý vị một căn nhà cực kỳ đẹp, đúng không ạ? Nằm ngay trung tâm thành phố Dĩ An như thế này rồi. Phần còn lại của chương trình ngày hôm nay thì Tuấn Nguyễn sẽ dành thời gian để báo giá cho quý vị và các bạn nắm được. Thưa quý vị, căn nhà đẹp của chúng ta tọa lạc tại thành phố Dĩ An, có diện tích là chiều ngang 5 m, chiều sâu lên tới 22 m. Đấy, có 110 m, có sổ hồng và thổ cư 100%. Căn nhà này thiết kế 4 phòng ngủ, 1 phòng thờ, 3 sân thượng trước sau quý vị nhá, 1 phòng sinh hoạt chung, 4 nhà vệ sinh cộng 1 sân xe hơi. Và chủ nhà đang gửi trên kênh của Tuấn Nguyễn với giá chỉ có 8 tỷ đồng quý vị nhá, chỉ có 8 tỷ thôi, còn thương lượng. Đấy, tặng cho chúng ta một số nội thất cơ bản như là bàn bếp cũng như là giường nệm. Đấy, 8 tỷ đồng chúng ta còn thương lượng với chủ nhà quý vị nhá. Một căn nhà phải nói là cực kỳ đẹp luôn. Tuấn Nguyễn đi review căn nhà này nhưng mà cảm thấy rất là ước ao, rất là mơ ước. Ước gì mình có tiền để mình mua căn nhà này mà ở thì phải nói là rất là tuyệt vời. Kênh Nhà Đất Tuấn Nguyễn chuyên bán nhà trên 3 thành phố Bình Dương, Đồng Nai và đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh. Có rất nhiều mẫu nhà đẹp cũng như đất đẹp. Đấy, cho quý vị tha hồ xem để lựa chọn và mua. Đặc biệt Tuấn Nguyễn có rất nhiều nhà cao cấp, biệt thự, nhà vườn, nhà tân cổ điển, nhà mái thái, nghỉ dưỡng trên 3 thành phố nói trên cũng như khu Phú Mỹ Hưng quận 7, Thảo Điền quận 2 và Khang Điền quận 9. Quý vị có nhu cầu, quý vị cứ liên hệ với Tuấn Nguyễn. Tuấn Nguyễn sẽ đưa quý vị đi xem và gặp chính chủ nhà và thương lượng giá cả quý vị nhé. Tuấn Nguyễn chúc quý vị xem video vui vẻ. Quý vị vui lòng hãy đăng ký kênh cho Tuấn Nguyễn với. Cho Tuấn Nguyễn xin một nốt like. Quý vị hãy comment góp ý cho Tuấn Nguyễn. Quý vị hãy subscribe cho kênh cho Tuấn Nguyễn với. Và hãy ấn chuông để có nhiều video mới nhất mỗi buổi chiều trên kênh để cho quý vị xem, lựa chọn và mua. Cuối cùng thì Tuấn Nguyễn xin chào và chúc quý vị năm mới thành đạt, có nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Tuấn Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo.